thái vô cùng tự tin, sang trọng và đẳng cấp mà Trang tin rằng bất kể một quý cô xinh đẹp nào của Melia cũng mong muốn sở hữu, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Trang sẽ mang đến cho tất cả các chị một tông màu đỏ rượu vang mà chắc chắn sẽ khiến cho tất cả các chị em trở nên nổi bật hơn và có sức cuốn hút riêng biệt trong những bữa tiệc mà mình tham dự, đúng không ạ? Trang tin rằng là trong một không gian với rất nhiều ánh đèn thì chắc chắn các chị sẽ trở thành tâm điểm nếu như các chị diện thiết kế này. Tông màu đỏ của em Trang cực kỳ tôn da các chị nhé. Và với dòng chất liệu chủ đạo là dòng chất liệu vải shed cao cấp, có độ lên form dáng cực kỳ chuẩn đẹp. Đây là dòng chất liệu vải chủ đạo để có thể làm ra những cái form đầm đi tiệc cực kỳ hoàn hảo cho chị em mình. Và chiếc đầm này của chúng ta thì sẽ có một thiết kế rất khéo léo này. Những đường xếp ly được uốn lượn từ phần ngực tạo cảm giác là tôn vòng một, ôm trọn lấy vòng một của chị em và sẽ nhấn xuống phần eo của chúng ta như thế này, tạo nên cho chị em một cái đường cong cơ thể cực kỳ là quyến rũ. Và không chỉ dừng lại ở đó thì chiếc đầm của chúng ta còn trở nên đắt giá hơn nhờ những viên đá pha lê, đúng không ạ? Một độ dài Trang nghĩ rằng là cũng khá là hoàn hảo để làm sao khi mà các chị mặc lên ấy, nó vẫn sẽ có thể đem lại được sự trẻ trung, sức cuốn hút, sự quyến rũ nhưng mà cũng sẽ không mất đi sự thanh lịch cho chị em mình. Và với thiết kế lần này thì Melia đang có sẵn tại tất cả các hệ thống showroom trên toàn quốc. Nếu như các quý cô xinh đẹp của Melia có thời gian, các chị hãy qua thử nhé. Còn nếu như mà không có thời gian thì các chị ơi, hãy đừng lo lắng nhé. Hãy giúp em tham gia vào một chính sách ngoàng online cực kỳ ưu đãi. Melia sẽ toàn quyền cho các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt là Melia sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các chị yêu của em luôn.